Kính chào quý vị khán giả. Cho đến lúc này thì vẫn chưa có trang trại lợn nào ở các nước Tây Âu bị nhiễm virus tả lợn châu Phi cả. Tờ The Standard ra tại Áo viết, dịch tả lợn cũng xuất hiện ở châu Âu, tại các nước Baltic, Ba Lan và Nga. Nhưng Áo và Đức cho đến lúc này thì vẫn an toàn, cũng như là tất cả các nước Tây Âu khác. Thì ngay từ lúc virus đã bắt đầu lây lan vào lãnh thổ Liên minh châu Âu hồi năm 2014, thì các nước châu Âu đã áp dụng một loạt các biện pháp ngăn ngừa theo tờ báo của Áo, các biện pháp phòng ngừa dựa trên đặc tính của virus tả lợn là chỉ nhiễm cho lợn chứ không lây sang người hay là bất cứ động vật nào khác. Tốc độ lan truyền tương đối chậm. Virus không thể sống được trong không khí hay là trong nước mà chỉ trực tiếp lây qua đường máu hay là do con lợn ăn phải thịt lợn nhiễm virus mà chưa được nấu chín. Thế như vậy thì chỉ cần quan tâm tới hai việc. Thứ nhất là cách ly, không cho con lợn khỏe gặp con lợn ốm. Thứ hai là làm thế nào để con lợn khỏe không nhỡ may ăn phải thịt lợn chưa chín mà thôi thế cuối năm ngoái ở Vương quốc Bỉ phát hiện có lợn lòi chết vì virus tả, thì bỉ ở rất là xa các nước Đông Âu, làm thế nào mà con lợn hoang ở bỉ lại nhiễm được virus thì cho đến nay vẫn chưa ai hiểu nổi. nước này đã cô lập khu rừng có lợn chết, tạo một đường vành đai trắng bao quanh, tiêu diệt lợn lòi trong vành đai đó bất kể là có bị nhiễm virus hay không. thế nhờ cách ly được lợn rừng với lợn nhà mà cho tới lúc này thì chưa có trang trại nào ở Vương quốc Bỉ nhiễm dịch cả. Thì khi biết là con lợn hoang ở bỉ nhiễm dịch thì nước Pháp ngay cạnh cũng đã dựng nhiều lớp rào ở khu vực biên giới với nước Bỉ tờ Tây Pháp đăng bản đồ này Những đường màu xanh là hàng rào do Pháp dựng lên Mặc dù là ở phía bên kia biên giới thì Bỉ cũng đã dựng nhiều rào chắn rồi là đường màu đỏ Những nước khác chưa phát hiện virus thì cũng đã hành động rất là sớm Ví dụ như là hồi đầu năm nay thì Đan Mạch dựng hàng rào ngăn lợn lòi dọc theo biên giới với Đức Mặc dù là cả Đức lẫn Đan Mạch đều chưa phát hiện ra con lợn nào nhiễm virus Thế và ở nước nào thì mỗi trang trại lợn cũng đã rào rậu kỹ lưỡng, khử trùng, diệt khuẩn và kiểm soát ngặt nghèo mọi thứ đưa vào bên trong trang trại. Nhiều nước Đông Âu đang phải trả giá đắt do là không kịp thời cách ly đàn lợn và kiểm soát vận chuyển thịt sống. Một tờ báo của Estonia lấy làm tiếc, lẽ ra khi mà phát hiện có dịch thì phải dừng ngay, không đưa lợn sống từ trang trại tới lò mổ và không đưa thịt từ lò mổ tới cửa hàng thực phẩm nữa. Chăn nuôi cũng như giết mổ đều ở quy mô lớn tập trung, thì đó cũng là yếu tố thuận lợi khi mà các nước Tây Âu ngăn ngừa virus tả lợn châu Phi lây lan. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.